Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay em chia sẻ một số cái mắt ngủ của cây số đỏ cả nhà nhé. Số đỏ và sẽ chia sẻ một cái tép chân phương kiếm này. Đấy. Đang kẻ rất là đẹp. Cái tép này tách ra thì nó bị mất nước này nhé, nhưng không vấn đề gì cả vì rễ nó đang ra rồi. Đấy. Em đi vào cây số đỏ trước nhé. Thì số đỏ thì mặt hoa thì em lại không để đây vì rất nhiều người bác biết đến cái cây số đỏ rồi. Số đỏ nó là một trong những cái cây mà nó sở hữu một cái mặt bông đột biến, đấy, lưỡi bệt, mũi trắng và cánh rất là bầu. Đặc biệt là nó lại thêm lá phát tài nữa. Nói chung là không còn cái gì để mà đột biến nữa cả nhà nhé. Đột biến cả hoa và lá luôn. Thì em xuống được hai cái thân như này, đấy. Cũng đang già mắt rất là đẹp này. Thì em chia sẻ là những cái mắt này là em sẽ, thứ nhất là sẽ bao hoa cho tất cả anh chị em. Nếu mà nó nở ươm mắt về mà các bác nó ra hoa thì em sẽ đổi cho các bác mắt khác nhá. Thì những cái mắt như này, những cái đoạn ở phần dưới này là em chia sẻ là 3 triệu một mắt nhá. Đoạn nói là đoạn dưới nhưng mà em cắt là từ giữa thân ấy cả nhà, chứ nó không phải là sát dưới cùng đâu. Đấy, thì những cái mắt này là 3 triệu một mắt nhá. Còn bác nào mà lấy cái mắt ở cái đoạn phía bên trên này thì là 3 triệu 3 một mắt nhá, 3 triệu 3 một mắt thì nó to hơn bên dưới. Nhưng bên dưới này thì lại rất là an toàn vì là nó đoạn sơ nó nhiều hơn thì kỳ nó sẽ an toàn hơn nhá. Đấy là về cây số đỏ. Tiếp theo là em chia sẻ một cái tép kiếm này nhá. Bác nào sưu tầm thì liên hệ với em. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cây này nó càng già lá thì nó càng vàng. Rất là đẹp. Và ở đây nó đang lên một mầm đây. Cái mầm này bắn rễ rồi cả nhà nhá. Đấy, đang bắn rễ rất là đẹp. Đúng không ạ? Đây trên này rễ nó còn đang, rễ của cây mẹ nó còn đang tòi cả lên trên này này. Đấy. Và bên này nó đang còn một cái mắt nữa, nó đang sưng sưng ra nhá. Thì cái tép này là em bán là 23 triệu. Cho cái tép chân phương kiếm này nhá. Thì bình thường đặt lúa non một cái mầm như thế này nó cũng phải rơi tầm hơn chục triệu rồi. 23 triệu. Đây cũng là nó này. Càng già lá nó càng đẹp cả nhà. Đây cũng chậu, một chậu chân phương kiếm nữa này. Dòng này kẻ rất là ổn định rồi nhá, kẻ rất ổn định. Màu sắc rất là đẹp luôn. Thì bác nào muốn sưu tầm cái tép kiếm này về làm giống thì các bác liên hệ với em. Với lại mắt ngủ số đỏ nữa. Đấy. Mắt to thì là 3 triệu 3, còn cái mắt ở cái đoạn nhỡ nhỡ này thì là 3 triệu một mắt nhé. Cũng rất là to đẹp đấy. Rồi, ok, em xin cảm ơn cả nhà. Bác nào sưu tầm cái gì thì bác nhanh tay liên hệ với em nhé. Số điện thoại em là 0903 208 533. Em xin cảm ơn.